Theo thông tin từ trang Nikkei cho biết, Trung Quốc đã đẩy mạnh xây dựng dự trữ thực phẩm và nhiều loại hàng hóa chiến lược khác bằng cách là mua gom từ nước ngoài. Trung Quốc đặt mục tiêu duy trì nguồn cung ổn định trong bối cảnh rủi ro trên toàn cầu vẫn tồn tại dai dẳng. Báo Nikkei trích dẫn số liệu từ Refinitiv, những tàu chở dầu của Iran có tên là Trim và Snow mới đây đã cập cảng Huệ Châu thuộc tỉnh Quảng Châu. Ở Trung Quốc, hai tàu này chở dầu từ Iran sang bán cho một công ty năng lượng nhà nước Trung Quốc có tên là Sinopec. Chính phủ Trung Quốc đã xây kho dự trữ tại cảng vào năm 2010. Những tàu chở dầu từ Iran đến Trung Quốc nhiều lần trong tháng 8 và dự kiến sẽ đến Trung Quốc nhiều lần như vậy. Theo các số liệu chính thức được công bố, Trung Quốc nhập khẩu là 320 triệu tấn dầu thô trong khoảng thời gian từ tháng Giêng cho đến hết tháng 7 2020. Mức nhập khẩu như vậy cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Báo Nikkei phân tích rằng việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu có nguyên nhân từ việc Trung Quốc lo ngại về tác động từ đại dịch coronavirus, thay đổi khí hậu và căng thẳng với Mỹ leo thang có thể khiến cho nguồn hàng hóa mà Trung Quốc phụ thuộc vào bị cắt bỏ. Bắc Kinh đang muốn giữ dự trữ ở mức cao để mà ngăn tình trạng thiếu hụt gây ra bất an toàn trong dân chúng. Bắc Kinh được cho là đang mua gom tài nguyên trên thị trường giao ngay để bổ sung cho nguồn cung từ các hợp đồng dài hạn. Nhiều chuyên gia cũng tin rằng Bắc Kinh tận dụng cơ hội giá dầu giảm trong mùa xuân vừa qua như cơ hội để bổ sung cho nguồn cung của nước này. Chính phủ Trung Quốc từng mua hơn 2.000 tấn coban trong năm 2015 và 2016. Đại dịch coronavirus đang khiến cho nguồn cung coban từ nước Cộng hòa Congo bị chững lại. Congo hiện đang cung cấp phần lớn coban cho thế giới. Nhiều thành viên thị trường dự báo giá coban sẽ tăng mạnh trong nửa sau năm nay khi mà nhu cầu của Trung Quốc bắt đầu phục hồi. Ngoài dầu và kim loại, chính phủ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đang đưa ra nhiều biện pháp tương tự nhằm bảo đảm an ninh lương thực. Theo quy định về dự trữ các cho học chính thức có hiệu lực, chính phủ cũng đã tính đến trợ cấp cho hoạt động dự trữ kali. Việc bảo đảm dự trữ kali có vai trò vô cùng quan trọng để bảo đảm nguồn cung thuốc trừ sâu trong trường hợp bão lụt hoặc thảm họa thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến cho thời tiết ngày một cực đoan hơn. Trung Quốc cũng đồng thời duy trì dự trữ ngũ cốc ở mức cao ngoại trừ đậu tương. Nhìn năm 2019-2020, Trung Quốc có hơn là 150 triệu tấn ngũ cốc, tăng 30% so với 3 năm trước đó. Dự trữ gạo tăng gần 20% trong cùng khoảng thời gian trên, lên là 110 triệu tấn. Theo Bộ Nông nghiệp của Mỹ, dự trữ ngô giảm 20 triệu tấn trong năm 2019-2020. Tuy nhiên, xu thế nhìn chung vẫn là tăng dần dần. Chính phủ Trung Quốc đã phát động chiến dịch chống tiêu dùng lãng phí và lãng phí thức ăn vì hai lý do chính. Chính phủ Trung Quốc lo sợ rằng nếu tình hình canh tác nông nghiệp trên thế giới nhìn chung khó khăn, Trung Quốc sẽ không thể sản xuất đủ nguồn cung lương thực để đáp ứng cho nhu cầu nội địa. Trung Quốc mua gần 90 triệu tấn đậu tương trong năm ngoái, lượng tương đương 60% tổng mức nhập khẩu trên toàn cầu. Nhu cầu dự kiến sẽ tăng lên khi mà thói quen ăn uống của người tiêu dùng thay đổi. Đại diện cho một số tổ chức đầu tư tại Nhật khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không giảm mua trong ngắn và trung hạn. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc cũng đang cân đối đến nhiều rủi ro liên quan đến quan hệ quốc tế. Theo những thông tin được cập nhật trong tháng, Trung Quốc đã xây dựng dự trữ đậu tương, ngô và dầu ăn. Khi mà tình trạng lũ lụt trên sông Dương Tử vẫn tiếp tục căng thẳng và đại dịch coronavirus không có nhiều dấu hiệu sẽ suy giảm mạnh, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục trữ nhiều hàng hóa, cùng lúc đó sử dụng việc mua đậu tương và nhiều loại ngũ cốc khác như là con bài trong mặc cả với Mỹ. Trong một động thái nhằm chấm dứt chương trình hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn nhỏ DACA, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo sắp bác mọi đơn xin được bảo hộ nhập cư và đồng thời rút ngắn thời gian bảo hộ đối với những người xin gia hạn giấy phép của chương trình này. Theo sự điều chỉnh mới nhất thì Mỹ sẽ không nhận thêm bất kỳ đơn xin bảo hộ của những người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn nhỏ, còn gọi là thế hệ Dreamer. Bên cạnh đó thì giới chức của Mỹ sẽ xem xét từng đơn xin gia hạn giấy phép DACA và thời gian bảo hộ sẽ giảm xuống còn 1 năm thay vì quy định là 2 năm như là hiện nay. Như vậy,
DACA sẽ vẫn được duy trì đến hết cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 3 tháng 11. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, một quan chức cấp cao của Mỹ nhấn mạnh những thay đổi này sẽ thu hẹp quy mô của DACA, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump và Bộ An ninh Nội địa thực hiện cuộc rà soát trên diện rộng của tính pháp lý và có những cân nhắc liệu là hạn chế hay là tiếp tục chương trình này. Vào năm 2017, Tổng thống Trump đã cố gắng hủy bỏ DACA, vốn bảo vệ khoảng 649.000 người nhập cư trái phép, chủ yếu là sinh ra tại Mexico và các nước Mỹ Latin, khỏi nguy cơ bị trục xuất và đủ điều kiện làm việc trong 2 năm. Tuy nhiên, vừa qua thì tòa án tối cao của Mỹ đã ra phán quyết ủng hộ DACA và cho rằng động thái hủy bỏ DACA của Tổng thống Donald Trump đó là trái luật. Dù vậy, phán quyết này không ngăn cản Nhà Trắng tiếp tục tìm cách chấm dứt chương trình này. DACA có hiệu lực từ năm 2012 dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama. Tổng thống đương kim Tổng thống Donald Trump đã thể hiện quan điểm cứng rắn về vấn đề di cư, cả trái phép và hợp pháp trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016 và tái tranh cử năm 2020. Song vấn đề này được nhìn nhận gây khó dễ cho ông bởi DACA nhận được sự ủng hộ rộng rãi trên toàn nước Mỹ. Theo một khảo sát do Reuters tiến hành vừa qua thì có tới 64% người trưởng thành ủng hộ DACA. Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng thống Donald Trump, ông vui mừng thông báo công tác sản xuất vaccine coronavirus đang tiến triển rất tốt. Các liệu pháp chữa bệnh cũng vậy và mọi thứ tiến triển nhanh hơn so với dự định. Tổng thống Donald Trump đang tận dụng triệt để toàn bộ nguồn lực của các khu vực công và tư nhân nhằm cung cấp một loại vaccine coronavirus an toàn và hiệu quả sớm nhất có thể. Những biện pháp bảo đảm sản xuất vaccine an toàn, các phương pháp điều trị, chẩn đoán và phân phối trong thời gian quy mô chưa từng có đang được đẩy mạnh nhằm ứng phó tình hình hiện tại ở tại Hoa Kỳ nói riêng. Vào đầu năm, Tổng thống Donald Trump đã thực hiện chiến dịch tạm dịch là chiến dịch thần tốc, một sự hợp tác đột phá giữa chính phủ liên bang, cộng đồng khoa học và khu vực tư nhân nhằm phát triển và cung cấp những loại vaccine phòng ngừa dịch bệnh trong thời gian sớm kỷ lục. Chiến dịch này được xem là một cuộc vận động công nghiệp quy mô khổng lồ. Mục tiêu của chiến dịch thần tốc đó là sản xuất và phân phối 300 triệu liều vaccine phòng coronavirus an toàn và hiệu quả sớm nhất. Chính quyền Tổng thống đã đẩy mạnh đầu tư vào những công ty sản xuất vaccine, cung cấp nguồn tài chính để thực hiện sản xuất hàng loạt và đặc biệt là song hành với các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Ngày càng có nhiều kết quả hứa hẹn trong thử nghiệm lâm sàng và sản xuất giai đoạn đầu, nhiều nhà sản xuất vaccine đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn cuối và chiến dịch thần tốc đã đầu tư vào hơn 5 loại vaccine, hợp tác cùng nhiều công ty dược phẩm để mà sản xuất ra được nhiều vaccine an toàn và hiệu quả nhất có thể. Nhiều công ty dược phẩm sinh học điều chế vaccine đang bắt đầu bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Trong đó bao gồm AstraZeneca, Moderna và Pfizer. Cụ thể là Moderna đã thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với sự tham gia của 30.000 người Mỹ. Nhiều độ tuổi khác nhau, vaccine này sử dụng mRNA tổng hợp để chống lại virus, giúp cho cơ thể miễn dịch với virus Vũ Hán. Điều đáng chú ý đó là vaccine Moderna được phát triển và sản xuất nhanh hơn các loại vaccine truyền thống khác. Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo rằng tôi tự hào thông báo rằng vaccine Moderna đã chính thức bước vào giai đoạn 3 và đó là giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối cùng trước khi được phê duyệt và chưa bao giờ có bước tiến nào thần tốc như vậy. Nhiều công ty sản xuất vaccine cũng đang tận dụng mạng lưới thử nghiệm lâm sàng của Viện Y tế Quốc gia để mà tìm các đối tượng tham gia thử nghiệm vaccine. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã cho phép tiến hành 185 xét nghiệm khẩn cấp, trong đó có hơn 150 xét nghiệm phân tử và 30 xét nghiệm kháng thể. Họ cũng đang thúc đẩy những phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân nhiễm coronavirus nhanh nhất có thể và kết quả đã tìm ra nhiều phương pháp trị liệu đầy triển vọng như thuốc Remdesivir. Chưa từng có một loại vaccine nào có thể tiếp cận thị trường nhanh chóng như là vaccine phòng ngừa coronavirus. Có ý kiến cho rằng loại vaccine này không thể nào tiến hành thử nghiệm tính an toàn và hiệu quả một cách nhanh chóng đến như vậy. Cũng có thông tin cho rằng vaccine phòng ngừa coronavirus sắp tới có thể có rất nhiều tác dụng phụ như hủy hoại thai kỳ, gây ra các dị tật bẩm sinh, hội chứng kích động thần kinh v.v. Có nhiều thuyết cho rằng các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tập đoàn dược phẩm Merck
và Pfizer cũng như là hàng loạt các tổ chức khác đã cố tình thêm các chất gây hại vào trong những chủng vaccine hiện nay nhằm gây ảnh hưởng cho người Mỹ và đặt mục đích kiểm soát dân số theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ là đồn đoán mà thôi. Các giới chức chuyên môn và những chuyên gia sẽ thử nghiệm cũng như là kiểm tra kỹ lưỡng trước khi loại vaccine được đưa ra công chúng sử dụng một cách rộng rãi. Nếu sống ở Mỹ thì chúng ta đã biết là chúng ta trong thời gian vừa qua chúng ta được nhận $600 tiền trợ cấp thất nghiệp trong một tuần mà Quốc hội đã trao cho hàng triệu người Mỹ bị mất việc do đại dịch coronavirus. $600 này không chỉ cho phép họ trả tiền thuê nhà và nuôi sống gia đình, mà $600 này còn đóng một vai trò lớn trong việc giữ cho nền kinh tế của Hoa Kỳ hoạt động trong thời kỳ suy thoái mạnh nhất từng được ghi nhận. Nhiều người nói rằng chúng tôi không cần $600 này, đúng vậy. Bởi trong xã hội có rất nhiều người giàu, người có thể trang trải cuộc sống của mình, nhưng bên cạnh không thiếu những người đang gặp khó khăn, đang chật vật với từng một đồng đô la trong một ngày. Tuy nhiên, viện trợ cấp đó hiện tại đã hết và các nhà lập pháp đang vật lộn để mà hỗ trợ cho người thất nghiệp trong những tháng tới đây. Đảng Dân Chủ muốn tiếp tục tăng cường số tiền $600 khi kết hợp với lợi ích nhà nước, có nghĩa là 2/3 người nhận kiếm được nhiều tiền thất nghiệp hơn so với công việc của họ vào đầu năm tới. Về phía Đảng Cộng Hòa thì lo ngại rằng việc tặng tiền sẽ ngăn cản mọi người quay trở lại làm việc, và vì vậy họ còn muốn cắt giảm xuống chỉ còn $200 một tuần trong 2 tháng tiếp theo, và sau đó đặt nó ở mức 70% tiền lương cũ. Những mối quan tâm chính của các nhà lập pháp quan tâm đó là điều gì sẽ giúp cho nền kinh tế của Mỹ phục hồi một cách tốt nhất. Câu trả lời phụ thuộc vào thời điểm sức khỏe tài chính của một quốc gia bắt đầu ổn định. Các quý vừa qua có khả năng đó là kỷ lục tồi tệ nhất đối với hoạt động kinh tế và sự phục hồi vẫn còn mong manh. Các nhà kinh tế nói rằng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu nhiều việc làm bị mất vào trong thời gian này và sau đó lại leo ra khỏi hố sâu. Gần 1 triệu việc làm có thể bị mất trong cuối năm và tỷ lệ thất nghiệp có thể cao hơn 0,6 điểm phần trăm nếu như các nhà lập pháp giảm lợi ích xuống $200 một tuần theo ước tính gần đây từ phân tích của Moody. Ernie, một nhà kinh tế tại Evercore ISI cho biết rằng việc cắt bổ sung liên bang xuống $300 sẽ dẫn đến sự co lại 1% trong nền kinh tế vào cuối năm 2020 và tiêu tốn 800.000 việc làm. Bảo hiểm thất nghiệp khẩn cấp đang hỗ trợ cho nền kinh tế thông qua đại dịch và suy thoái bất thường này và đặt sàn dưới tình huống thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Nhà chuyên gia này nói rằng người từng làm cố vấn cao cấp của Bộ Tài chính trong thời gian của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Tổng chi tiêu của các hộ gia đình thất nghiệp tăng 10% trong những tháng đầu của đại dịch, thay vì giảm khoảng 7% như thông thường. Theo phân tích gần đây của Viện Morgan Chase, điều này có thể là do mức tăng $600. Ngược lại, chi tiêu trong số những người giữ công việc của họ giảm 10%. Peter, giáo sư chính sách công ở tại Đại học Chicago, đồng tác giả của báo cáo GP Morgan cho biết rằng đó là một công cụ bảo vệ sự sống, không chỉ giữ cho các hộ gia đình hoạt động mà còn giữ cho nhiều doanh nghiệp hoạt động. Nếu như mọi người chi tiêu nhiều hơn thì đó là tạo ra việc làm. Ngoài ra, các phần khác của nền kinh tế đã không sụp đổ trong thời kỳ suy thoái do đại dịch. Chuyên gia này nói rằng chẳng hạn đã không có một làn sóng tịch thu nhà. Về việc bổ sung hào phóng giữ cho người thất nghiệp không chấp nhận lời mời làm việc, ông nói thêm, khoảng 70% số người thất nghiệp trở lại làm việc vào tháng 6 đang kiếm được nhiều tiền hơn so với vị trí trước đây. Nhưng khi nền kinh tế bắt đầu cải thiện thì các khoản thanh toán thêm có thể lôi kéo một số người nhà và làm chậm quá trình phục hồi. Giám đốc nghiên cứu chính sách kinh tế tại Viện Doanh nghiệp của Mỹ, Michael, một nhóm chuyên gia tư duy nghiêng phải. Hiệu ứng cung ứng lao động
hiệu quả thất nghiệp sẽ có trong việc giữ mọi người ra khỏi lực lượng lao động sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Những lợi ích này sẽ gây hại nhiều hơn là lợi. Cho nên cái việc cân nhắc chuyển chuyển cho 200 đô la một tuần rất nhiều điều mà chúng ta cần phải bàn, nhưng điều đó thực sự hiện tại vẫn đang thấy có lợi cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng